Xin chào cả nhà mình nha. Chào cả nhà. Chào mấy anh em mình nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Giữ cuốc đó đi. Thì xin chào cả nhà mình nha. Thì sớm giờ mấy anh em cuốc đất ở đây cho ông chú. Hôm giờ tính đi săn mà cũng mệt mỏi quá rồi. Điện anh mớp anh điện anh mớp anh xuống chợ anh mua giùm con vịt. Bữa nay anh em chơi lớn anh hai. Nhiêu tiền hả? Vụ nữa. Người 50 mới đúng. Vụ nữa. Vụ nữa. Vụ nữa. Vụ nữa. Vậy tính nướng ăn không hay gì? Bữa nay anh em chơi lớn rồi cả nhà. À, mấy anh em mình chích ra mà mỗi người 50 ngàn hùng lại mua con vịt. Hả? Thì đã làm cái nước ướp sẵn rồi. Đã mới vừa đâm xong. Giờ anh em mình ướp vịt. Ướp vịt để nướng. Sau những giờ làm việc thì anh em mình đi săn hoặc là mình tìm một cái gì đó mình làm mồi ăn. Nay mình chơi tay đồng luôn rồi mình vô nhà của ông chú mình mượn cái nồi mình ấy luôn chứ không có cái thau nữa. Con nồi luôn hả? Cái nồi luôn. Thấy ngon dữ ta. Trước rồi mình nướng thì cũng mời ông Tà ông để ở đây về dùng chung với mấy anh em rồi phù hộ cho mấy anh em mạnh tay mạnh chân đi làm mà thôi mướn suôn sẻ rồi cùng nhau chung vui nhậu và ba ly mời cả nhà mình chung vui với anh em bữa nay luôn nha. Bữa nay món vịt nướng nha hả sáng giờ cuốn tăng một dự trữ đói khi ăn thêm ăn dặm thêm rồi chưa ăn ba giờ thường ngày của anh em cả nhà ăn xôi nha. Xôi này xôi cẩm mà nhà bánh bánh này là gì bánh bò hả bò phải không em miếng này đâu dùng tài giờ ngon vậy Quý ơi Quý em miếng đây trái dừa đưa cho Quý miếng đi lúc dạ trước miếng bánh à khóc mất con chân sau này đâu tới chiều anh hả sáng ăn cơm rồi đó em theo đang tới chiều đó hôm nay cái nữa có học chắc muốn rồi. Thôi được rồi, mới dịch ta. Quốc hơn cái bánh chuối rồi. Ngon quá anh Phương. Em miếng nữa. Mấy hôm mấy cho em cho em miếng xôi lên hả? Thử xôi ngon bánh bò ngon quá. Nè, nước ớt để đậm đạt ghê ta. Không ơi, cho em dắt vô tay nè. Ừ. Xôi giò. Mời cả nhà. Này, sáng đi sớm không mà cuốc giấc này rồi á. Năm giờ. 5 giờ. Nay cuốc ba chỗ anh ta nay đi dưới đất không biết về kịp không biết. Nay cho anh chú Bảy với Tùng với anh Thầy Kiệt đi với ba chị dứt đất rồi. Nói điểm hơi xa, khoảng 10 cây, mười mấy cây số. Có mấy không? Có Thầy Kiệt không? Có. 5 người. Chị kịp không hồi mình điện nữa kịp. Mình em về gom lại. Đây là nước gần xong gần chín đi. Điện rồi. Thôi cho nó dằn bụng đi. Cứ dịch lâu lắm. Dịch này nướng tổng cả tiếng hộ mới chín. Nay chơi ngoài đồng luôn cho mát mẻ ha. Bấm lên kè luôn. Tắt hay vậy? Chắc rồi. Nhờ hồi đêm hôm chiều hôm qua có cây mưa bự bởi vì bữa nay làm cũng hơi khỏe ha phải ha mát mình lại hôm qua cuốc rất khô á bon hết cuốc tay dở không lên có nước thì dễ kéo không có cái chén nữa giữa cái cối lên chút xíu mình ấy nước tương luôn đó mày nước tương để mình chấm á bước làm chắc luôn đấy ngon quá đây cho em miếng đây nướng gần xong đi gần chín đi ha điện cho anh ba ha để thôi điện cho anh nó rung tay anh à nó bên này không chột anh ba bữa nay có thịt anh ba mùng thúng giờ anh đang dính đất ra điện anh hỏi về đi bắt chỗ khá nó không có khó bắt chỗ nay anh em mình có dịch rồi nên anh em mình bữa nay mình chơi lớn rồi gồng gần mua dịch anh hỏi lên câu nó hỏi chủ đất cho hay vậy nó không có hùng nó
tới giờ thiếu mẹ chục tâm đắc rồi. Hùng. Mấy hùng người ta đi về. Quý hôm dạng chục hoài cũng ngán hả quý? Ngán không? Ngán hả? Tội món chứ. Chị mình bươi dây dữ nhưng mà mình phút dây dữ ha. Đây nè nè. Để dưới này nè em không? Ra nước cũng ăn. Hết hồn dịch thịt ha. Vừa dừng là thơm mà. Thơm. Xíu nữa nó lịnh. Trời trời trời, nhìn mở nhiêu xuống nó cháy vậy á. Chiều anh hát, chiều 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 thang gần cho cháy này. Đợi mau dậy. Đại lửa cháy lên kìa. Mở nhiêu xuống cái lửa nó cháy. Hồi tạo cái này nữa nè. Mà cái da nó mau ấy anh mất. Sợ lên đi. Mới đẩy chiếc mì ra đó, anh Phước là làm được rồi đó. Nghe Phước mùi mà. Mới đó mà lên vàng. Lấy cái đũa rồi. Mình kiếm, mình lấy cái dao, mình chặt cây, mình làm đũa, chở tiếp rồi. Chở tiếp, mất, mới làm được. Chẻ căn cuốc giờ kìa anh Phước. Trời. Căn cuốc cắt bài à, chẻ căn cuốc. Nãy thằng cuốc à. Ủa, 4 cây, 4 cây cuốc rồi, sao cắt nó 3 cây cậu cây rồi. Cây là 1 kia kìa. Khi ông quyết quẩy vô nó, quẩy hết nổi rồi, quẩy 2 cây rồi, bỏ luôn đi mai làm nữa. Để đi quý, hồi nó về lấy. Cái này gấp hả? Gấp không qua chặt cái độc dừa bánh á. Cái tược dừa á, kìa kìa nhánh cốc kìa. Một cây. Được không ta, nhánh cốc mình gấp được không? Cây làm tặng nên non cây vậy. Thứt ca gì trời. Bữa nay có thịt ca nhông nhông ha. Măng bọt cao tiếng gì không hiểu nổi rồi. Bữa nay có thịt vịt kênh ca nhông nhông hôm nay. Cái nào kêu anh đi săn cái nó trời. Ai à, sao nữa? Cái này săn mà máy mà anh chạy theo nổi không? Giò này nó quýu quá chị. Này bằng quá nhiều, nhiều chỗ quá. Cục bơ này giấy chở chưa? Rồi mới chở. Mà úp cái bờ thịt xuống chứ là cái da nó dễ cháy lắm. Để bữa nay quý ăn thử cái món vịt ốp này nướng này thử coi nha. Giang đen mà quý đen hơn Giang. Hay không? Đúng rồi kìa, ông nắng không cuốc đất không. Nè. Hay không? Một tên xì nế rồi kìa. Gươi gặp giò không? Nè. Điều điều là không thấy luôn á. Đế vô trong cho là bự hoài có. Bự hoài có luôn. Lỗ tai không kìa. Kêu lấy nó qua đội không chịu đâu. Tai tai đen nắng đen. Tao này không thấy. Không. Để quen rồi. Đội nó sụp bực bội lắm. Cho nó nóng, nó vàng vàng lên, nóng miếng thịt cái mình để vô đó cái nó giúp cái nước sốt vô nữa anh. Wow, quá trời thơm luôn. Anh nhớ nhiều lắm, nhớ lại teo lại dưới anh hát tép. Đồ nướng à, nướng không phải teo lên. Ai đồ ăn đồ không teo. Ôi, môi có bóng không? Không. Mới thử thôi à. Chưa ăn. Ô câu ơi. Đồ câu gì dính chưa? Cái này câu á. Rồi mình thấy cái này mình để lên đây mình hâm lại. Nướng cái phao câu đó nó vàng lại cái này khác nè. À đúng rồi. Chính chưa. Rồi cái này mình cắt ra đây mình bỏ đi, cái này mình đâu ăn uống gì? Câu ăn uống. Rồi sao ta mình bưng luôn cái dĩ này là đẳng ha, cái mình để qua cái thảm đó kìa. Lỗi mùi lắm chịu hết nổi đây nha, dưới đi. Chảy ra đi. Anh chảy ra xong đi là đây đem lại dừa đó. Cái đùi. Trời ơi nó lên cái màu. Mà sức đã luôn. Trời đi đây mà. Anh để thảo nó, anh để thảo nắng nói gì anh đó lầm bầm rất nhiều rồi, nó coi mấy anh nắng có ăn dụng không bây giờ. Nó xấu là gì đây đó,
kêu coi chừng hay nó có ăn dụng nó không. Lâu kỳ giờ anh em mình ơi, cái cho anh dọn, hai anh dọn Quý với lại Phước dọn đó thì mình hình lại cái góc đằng kia kìa, Minh Nguyên dĩ lại góc đằng kia. Có cái đùi ghê vậy. Đợi nha, đem lại nha. Chạy. Đi gá lên đây nè, đi gá. Anh Phước chạy gì kìa? Để nới ra đi, nới ra anh mất. Để vậy nó dưới đất sao? Có đây nè, em vịn đây nè. Đó, đi gá đâu đó. À, rồi. Đem vịn này cho. Rồi gấp qua bển cắt luôn. Kéo lên Phước. Kéo. Nóng lắm nha. Lấy cái gối ra đi, vừa cắt xong thì cái mình dẹp ra, em để cái cối vô. Này chấm tường trình cối luôn. Nóng lắm, nóng rồi. Nóng ngủ chút xíu đi. Ngồi chút thôi. Ừ. Ờ còn mấy, để ngồi chút. Anh nó nữa. Wow. Trời ơi, mồm mở nó nhiều. Để nhiều qua đây luôn coi, để hồi vớt đất rồi em. Ừ. Mập ha. Rồi lát nữa mình đi mình để nhiều đi. Cho mượn chuyển lặng lặng lên đó nữa ba. Hả? Mưa. Lặng lặng dài nó nữa. Chỉ xin chỉnh đừng hướng trước. Ông nó dưới gió không sao? Thiếu. Chuyển bắc chứ gì? Bắc nó hướng bắc. Cái này hướng tám mượn qua mượn bắc nha. Lặng lên hướng nam là lụm liền đó. Ngồi đi, thôi trái bự bự. Mày phan dịch này tơ hết mà. Xương mày mà. Cẩn thận tay. Múp tới xin tỷ luôn. Ôi, chuẩn bị rủi đi dây đi ra. Dưới tán cây. À, nước mà ngồi này. Quá trời cháy luôn. Thiếu gì vậy? Thiếu gì? Cây này để cháy dữ ta. Rau. Mít tơ sung á. Trong chú tự ông chú để cho nhiều quá, nhánh này theo như một trái được để cho hai trái luôn. Vậy cũng tà cái đi. Bơm cái máy bơm vậy nó thấy đường ruộng quý thôi. Sau ngày lần lần lên không nghe anh Phước. Xéo là đó không tháng này gian qua nữa kìa. Mưa này mưa sớm hơn ngày qua. Wow. Nè, đi. Rồi nó dậy đi mất không? Nhậu mấy cái này mình để là mình không cho nóng thì mình cắt cái mỏng hồi nguội lắm nguội nhiều được rồi, nhiều được rồi. Cái gan này chín, gan ổ gan này đây để cho đi chín rồi ăn liền đi. Đây. Cắt ngoài ra tạm để đây chặt thổ thần ở đây rồi về rồi ngồi với anh em tụi con với dùng miếng vịt nướng ủng hộ cho anh bà con trồng gì tốt đó chúng đó. Như khoai ha, trồng khoai tốt dễ, tốt cây, bán được giá cao. Anh em cuốc đất, không có ngày nghỉ, mạnh tay mạnh chân. Cuốc mau rồi sớm anh Phước. Lộn nóng ra đi anh Phước. Mời ông bà nha, ô lộn mời cả nhà nha. Mời cả nhà đi, vô cả nhà thôi. Húi cơ. Mời cả nhà. Trang cuốc đất có lẹo lửa luôn cả nhà ơi. Cái này chỉ mua bắt nữa ta. Bắt rồi. Trời, quên không đi rồi. Mời nhà đi uống không quá. Đi một không quá. Đi đến cái nhà uống dịch nướng ở nhà. Một. Hả? Trời ớt ngon quá trời luôn à. Vừa ha. Vừa. Không có chén, không có đũa gì hết, mình bóc vài luôn. Cái xương trước đi. Ngon. Ừ, vừa ăn rồi hả? Ừ.
Vịt này có thịt nhiều hơn cò, theo như mình mua con vịt này, mua hai con vịt cò, ba con vịt cò không lấy con vịt này đâu. Không lấy. Xương không? Vô vô cái nhà ai. Quá trời khúc khịch. Quay hồi lại quyết chơi cái đùi à. Trời ngon. Thôi bạn. Thấy rồi. Bánh mồm quá. Ôi. Bóp bóp qua đây nè con, đừng lăn con. Bóp 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 qua đây cho miếng nè. Đâu theo. Lăn thì không chịu dễ. Quay á. Bạn đâu đó. Phải đậm. Cho lại thiền nhâm thải. Cho nó miếng đó đi. Rồi nằm đó đi nha, đừng cho vũ, chừng nó vũ nước. Nằm xuống đây con, rồi. Nằm xuống đây. Nằm xuống đó ăn đi con. Rồi dốt nó, cho nó cầm vũ luôn ấy. Nằm vô cái nước ra. 1, 2, 3, vô. Gác máy lên đi. Chiều ngồi ngồi ngoài này. Thôi gác được hơn, bụng lên kia, bụng lên kia, chém mít kìa cho quay 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 lại làm. Phước. Bụng chém mít nè. Phước ơi. Anh ba này đây nè. Ba anh gì sao vừa nó hai cái giòi cái đầu nữa. Được không? Cái hàm quá, hàm khổ nữa. Ừ, phải hàm dưới đó. Hết nhịn luôn á. Ừ. Chỉ kiếm thêm cái phao câu. Cái hàm cổ nữa. Đâu được. Phao câu, phao câu có chủ rồi. Cho đủ một gịch. Ba nói luôn mày. Vừa này cắn này cái thằng thiệt luôn á. Hả thương ba kìa. Ngon quá. Ngon. Ngấy rồi. Nhông gì nhông. Cá nè. Dưa leo nè. Đó quý. Thôi đó cay. Cay luôn. Cái đội đồ quấy trong quá xong quấy nó xong hết rồi kia trong bắp sao mà nó mất mẹ quý thường bắp mà nó lấy mất mẹ vô vô tới rồi nay cho mày cái đùi này mày mốt mày dán mày kiếm con giùm cho tao đó chưa. Làm cái mệt, bụng. Hôm nay làm mấy chỗ nữa này. Hôm nay hả? 4 chỗ. Dữ hơn bữa nay, nay 3 chỗ, mai 4 chỗ luôn. 4 chỗ. Lén thăm dài với tài xế thăm dài rồi rồi đó. Ừ. Rồi quất cái mưa ngày qua quá trời nó hói rồi. Lúc nắng là chưa ai hói vậy. Quất cái mưa ai cũng hói vậy. Ăn cái gì vét đầu đằng vô nước da đó. Ừ. Mời mình chia ra ba chia làm 3 tớp đi. Ừ. Được rồi. Nhập chung lại nó chết hết rồi nữa quá. Bẻ. Băng lại bẻ hả? Băng lại bẻ. Cái nhập chung cho mày không chạy việc. Quý quan phục công ta. Mình chia ra mình chỗ này giống như ai rồi thì quay lại tiếp á. Mình chỉ mặn lại nóng rồi đi tới lâu 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 rồi. Mời cả nhà mình nha. Mời mấy anh chị thân thương của anh em nha. Phục công quá to luôn. Béo. Đã. Cái mấy con vịt xin ha. Vô. Qua béo. Chờ quét. Chưa 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 dốc cái ống nữa đi. Vô. Cầm hay hay à. Vô. Đường lên giống ngày qua quá. Qua mưa bắt á. Qua chuyển nó mưa bắt gì nào con quằn lan quằn như lần ngược lên hướng nam cái mưa cuối cái mưa nam nó mới dữ dằn lớn. Qua mạnh như cái sen hay là dữ. Sàn về giữ lắm những mưa tính chạy vô đây luôn nè. Hôm qua giữ mưa quý đó chạy vô quay clip luôn. Rồi quất cái mưa tới tối chiều luôn. Sợ bị nứt trái không? Không. Nhìn nhờ. Mưa ghê thiệt chứ. Sợ nứt trái là tới chuyện qua em đợi trong chuồng bò rồi nằm giống mưa tới đợi hoài không lạnh. Nó thôi. Biết xịt thuốc gì mà nó cũng có nhưng nó nghĩ quá. Thấy gầm nó có bị nứt. Nứt trái là nó gần chín mấy cái nhãn xi.
xí. Đây chuyện ba này luôn, ba này cái gan nhằn anh yếu, anh ăn thịt với gan được rồi. Cho anh Phước để anh cắm vỏ đấy, khoái vỏ lắm. Cắm này ăn vừa hết cái mối đi ha, chuột cầm luôn. Nghe màu vàng cái món ngon chết mình đâu vậy, chuột cầm muối tao chịu. Nó nói bình thường. Ngán chuột rồi. Đi nữa thì Phước phải ăn đậu. Cá chê cũng diễn thấy ăn đậu cá chê. Đậu cá chê, cái chê cái đậu có gì đã. Có ở bên em thấy. Chưa, hết chưa? Đi nó ngoài đi nhà mày. Bắp nó ra ra ngoài chút con cho nó miếng nó đi thôi. Là ngon quá. Ăn đủ luôn đi. Còn ăn ké chút nữa. Đi ăn bước ra nó ngoài con, đứng gặp mé đã hồi lọt mương ướt mình đó. Vô. Vô. Không đó rồi. 1 2 3 vô. Cắt nẻ thằng lên xuống cái này ngồi mẹ ăn thưởng thức mọi ngon quá trời ha. Khỏe liền ha. Nãy là quê quải mình mấy phải không? Tâm bổ này lại ha. Dán nhanh Phước mai làm nhiều hơn bữa nay đứng đó nha. Cuộc sống nông dân là gì đó cả nhà, bằng lao động thì có vất vả gì đó nhưng mà đều có cái trúng mùa được giá, còn cái thành quả nó mừng lắm. Mấy anh em đi làm thuê làm mướn cũng vậy, đi làm ngày nào cũng làm chân thì rất là mệt đó. Anh em nó mệt quá rồi, anh em đôi khi anh em cũng có nói sao mà vì ngày nào có chuyện mặn chứ cho con nghỉ về 3 ngày không có chuyện mặn, đang con nghỉ ngơi chút xíu ha. Tới chừng mà hết vụ rồi con cái ngồi sao bữa nay hổm về ở không, con không có chuyện gì mặn chứ. Mặn cái này cũng như mặn thời vụ. Nắng nhiều thì tài xế mặn nhiều, còn mưa cái chuyện khoảng 5 6 ngày liên tiếp bắt đầu cái ngưng lại. Cũng đắt thế. Sáng thì mặn không kịp. Đúng rồi. Đúng rồi. Đi đi. Ừ. Đi hả? Sáng giờ mấy anh em làm được nhiêu hả? Được rồi. Có chia tính hào chia thử coi. 203. Em ba hùng nhậu có được 50 còn lấy. Mấy anh em à? Người 203. Ừ. Hùng 50 còn 50 lấy 200 mấy ta. Ngồi 209. 203, 203 thì sao còn 29. 203 còn lại 150 hả? 203 hùng 50 thì còn 180 rồi, còn lại 180. Rồi đang tâm em biết sao không? Đang về em báo cáo cho vợ em biết là bữa nay mặn được 180. Chưa, 201 về báo cáo vợ ơi bữa nay còn được 201. Cái 21 lãnh gia chia còn con 180 nó gì mắc bộ 30 cả trời. Đúng không hả? Quá xá chuyển mưa luôn cả nhà. Đó mưa. Giờ mấy anh em mình đi dọn vô trong cái trại trong kia đục trong kia đi chứ mưa tới à. Vô có con chạy không trúng đó mưa. Mình rùa lại cái mình đi với cái luôn cái một à. Thôi giờ anh em mình cũng xin kết thúc clip ở đây nha. Xin cảm ơn cả nhà mình đã luôn luôn ủng hộ giúp đỡ cho mấy anh em xem clip rồi cho mấy anh em một like nha. Một lần nữa cảm ơn rất là nhiều. Mấy anh em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình tiếp theo nha. Bye bye cả nhà mình nha. Bye bye cả nhà. Mấy nhà cu lông tắt bó, tắt mấy nhà rồi mà chạy bó nữa. Thùng cu lông là gì đó, tắt máy mà đừng vô bó mà chạy được.